Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng mình quay trở lại với X Channel. Đã từng là ông hoàng về di động tại Việt Nam cũng như là trên toàn cầu, nhưng sự xâm chiếm của smartphone Android cũng như là iOS đã khiến cho vị thế của Nokia cũng như những chiếc máy feature phone mang thương hiệu của Nokia đã dần tan lụi. Cùng với đó thì những chiếc smartphone chạy đuôi Windows Phone với cái thương hiệu của Nokia hay là Microsoft nó cũng không thể đứng vững được trên thị trường dưới cái sự cạnh tranh rất khốc liệt của Android cũng như là iOS. Nhưng đầu năm 2017 này, Nokia đã đánh dấu lại sự trở lại của mình bằng việc cho ra mắt chiếc Nokia 6 tại thị trường Trung Quốc. Và theo một thông tin mình có được từ ông chú ở bên Nokia, thì vào cuối tháng 2 này, Nokia sẽ chính thức trở lại thị trường Việt Nam với việc là họ sẽ bán chính hãng chiếc Nokia 6. Vậy thì các bạn nghĩ sao về việc Nokia trở lại thị trường Việt Nam? Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình có một bài phân tích qua video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì để bắt đầu video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhìn lại một chút về quá trình phát triển của Nokia tại thị trường Việt Nam. Có lẽ là trong tuổi thơ của mỗi cái thế hệ 8X cũng như là 9X như mình, thì hình bóng của ông hoàng luôn là gắn liền với cái thương hiệu Nokia. Những bản nhạc chuông huyền thoại đã làm nên tên tuổi của hãng, và chắc hẳn thì các bạn vẫn còn nhớ cái kiểu bàn phím T9 cổ điển từng xuất hiện trên rất là nhiều mẫu máy của Nokia. Bàn phím mà bất kỳ học sinh nào cũng đã từng gõ mòn tay và có thể coi thì hình ảnh về bàn phím T9 thật khó để phai mờ trong tâm trí người Việt Nam. Hay là kể đến những chiếc máy đã gắn liền với tuổi thơ của chúng ta qua những trò chơi hết đỗi là giản đơn và khơi nguồn cho rất nhiều trò chơi đình đám trên nền tảng mobile hiện nay. Có những trò chơi như là Snake Sandia, Rapid Roll hay là Pocket Carom, tất cả đều mang cái thương hiệu của Nokia. Cách chơi của chúng thì thực sự rất đơn giản nhưng độ gây nghiện thì là rất cao. Hay là các bạn có nhớ những chiếc máy chạy theo hình Symbian đến từ Nokia hay không? Những chiếc máy Nokia 7610, N72, N95, E71 và E72, đó có lẽ từng là ước mơ đối với tụi nhóc cấp 2 như mình vào hồi 10 năm về trước. Nhưng đã thật đáng tiếc khi Nokia chính thức chia tay thị trường di động vào hồi năm 2014, để lại một nốt lặng thực sự là lớn cho ngành công nghệ trên toàn thế giới. 3 năm có lẽ là một quãng thời gian đủ dài để Nokia làm lại và để trở lại mạnh mẽ hơn trong năm 2017 này. Và chúng ta đã thấy ông hoàng Nokia trở lại Việt Nam với chiếc Nokia 6. Còn nói qua một chút về Nokia 6 thì đây chính là một chiếc smartphone tầm trung của Nokia và máy được ra mắt tại thị trường Trung Quốc dưới bàn tay của tập đoàn tới từ Phần Lan, đó là HMD Global. Về chiếc Nokia 6 thì chiếc máy đã có được một số những cái thành công nhất định tại thị trường Trung Quốc với cái doanh số bán ra là khá tốt trong những ngày đầu tiên. Nokia 6 có vỏ được làm từ nhôm và nhôm của Nokia 6 là nhôm series 6000. Ngoài ra thì smartphone này có kích thước cầm nắm trong lòng bàn tay khá tốt với màn hình là 5.5 inch. Màn hình 5.5 inch ở trên Nokia 6 được bảo vệ bởi lớp kính Gorilla Glass 3 đến từ Corning và có lớp vắt cong 2.5D ở cả 4 góc. Ở bên trong thì Nokia 6 được trang bị cho mình là con chip Snapdragon 430 đến từ Qualcomm cùng với đó là dung lượng RAM 4GB. Ngoài ra thì smartphone này còn có phiên bản bộ nhớ trong 64GB. Có thể nói thì về cấu hình, Nokia 6 thật sự là không có gì quá nổi trội, nếu như không phải nói là nó không có quá nhiều nổi trội về phần con chip khi nó chỉ được trang bị một con chip tầm trung. Nhưng với những gì mà Nokia đã có thì chúng ta có thể hy vọng rằng sự ổn định là điều mà Nokia 6 sẽ có được. Nãy giờ thì mình đã nói khá là nhiều về quá trình phát triển của Nokia cũng như là những gì mà Nokia 6 đã làm chúng ta ấn tượng. Nhưng sẽ còn một số những cái điểm mà Nokia 6 gặp phải trong quá trình lấn sân sang thị trường Việt Nam. Vậy thì những cái khó khăn đó là gì? Ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những ý kiến đánh giá của cá nhân mình. Đầu tiên, cái sự khó khăn của Nokia đến từ chính khía cạnh thời gian. Thời gian 3 năm cũng có thể coi là một thời gian đủ dài để làm hình ảnh của Nokia phai mờ trong tâm trí người dùng. Vậy nên, để Nokia 6 có thể thực sự thành công tại thị trường Việt Nam, một thị trường rất là khó tính về mảng smartphone, thì thực sự là rất khó. Và chúng ta hãy cùng hy vọng rằng Nokia 6 sẽ có được những bước đi đầu tiên ở thị trường Việt Nam thực sự là vững chắc. Còn đến với lý do thứ hai mà mình sẽ nêu ra, đó chính là về những hệ thống phân phối chính hãng của Nokia 6 tại thị trường Việt Nam. Mình khẳng định luôn, cũng như là chắc chắn là nó sẽ không thể nhiều như những hãng nổi tiếng như là Samsung hay là Oppo. Tiếp theo là việc Nokia sẽ không được quảng bá rộng rãi như những hãng sản xuất tên tuổi khác. Vì đơn giản, Nokia mới trở lại và họ sẽ không thể có tên ở trên những bảng quảng cáo được. Như Oppo, mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ các bạn đều có thể nhìn thấy những banner quảng cáo, hay là mở TV lên có thể nhìn thấy Oppo và Samsung bất kỳ đâu. Còn với Nokia thì đây có thể coi là một bất lợi rất lớn của họ. Nếu như muốn cạnh tranh ở phân khúc mức giá tầm trung với Samsung Galaxy Gear Prime, với Oppo F1S hay là những chiếc máy Huawei G5 2007, tất cả đều thực sự là khó khăn đối với Nokia. Và lý do quan trọng nhất cũng là một trong những lý do cuối cùng mình muốn nói tới, đó chính là việc lòng tin của người dùng dành cho Nokia 6 liệu đã đủ hay chưa. Về thiết kế của Nokia 6 thì có lẽ chúng ta sẽ không có quá là nhiều thứ để chê trách, nhưng về độ hoàn thiện thì vẫn sẽ còn một dấu hỏi lớn đặt ra tới như nhà sản xuất này. Đương nhiên thì Nokia 6 được sản xuất dưới dây chuyền của một tập đoàn tới từ Phần Lan, đó chính là HMD Global. Vậy nên mọi chi tiết ở trên Nokia 6 thì vẫn có một chút gì đó là không thực sự hoàn hảo. Và chúng ta hãy cùng hy vọng rằng Nokia 6 sẽ có những bước đi tốt ở thị trường Việt Nam. Và trên đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về Nokia 6. Và vào cuối tháng 2 năm nay thì Nokia sẽ chính thức mang chiếc Nokia 6 về thị trường Việt Nam. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc máy này của Nokia? Và nó có thể thành công ở thị trường Việt Nam hay không?
một thị trường mà những chiếc máy như là Galaxy Z Flip, Oppo F1s hay là Huawei GR5 2017 vẫn đang làm mưa làm gió ở phân khúc mức giá tầm trung. Và chúng ta hãy cùng chúc cho Nokia sẽ thành công. Đến đây thì video của mình xin được dừng lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này thực sự hay và hữu ích đến với các bạn thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của S Channel. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.